Kiệt Thi, tại sao em lại đến đây? Gặp anh lần rồi em sẽ theo chồng đúng không? Em đừng nói được, em lại về đi. Về đi em, thôi em hãy về đi. Nhìn về từ đây, con yến lưu làm gì? Con nhân dương làm gì? Ai thật lòng yêu ai nên bây giờ đã biết. Chuyện tình đôi ta em hãy xem là huyền thoại. Yeah.